Sáng ngày 11 tháng 8, huyện ủy Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị học tập nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy phát biểu khai mạc và trực tiếp quán triệt triển khai nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, nội dung nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa 13 là đặc biệt quan trọng, nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để đưa đất nước ta ngày càng phát triển. Để các đại biểu hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa 13, đồng chí đã truyền đạt và đề cập đến nội dung chủ yếu gồm vì sao Bộ Chính trị phải bàn và ra nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy, tinh nguyện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong nghị quyết số 12 làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ mà nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã đề ra? Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền, lực lượng công an cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích yêu cầu ý nghĩa tầm quan trọng nội dung của nghị quyết phải nắm vững những quan điểm tư tưởng chỉ đạo những công việc phải làm xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của công an nhưng công an phải là lực lượng nòng cốt đảng ủy công an huyện phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của đảng về giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc thực hiện thật tốt chức năng tham mưu với cấp ủy chính quyền về bảo vệ an ninh trật tự phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh đặc biệt công an phải là lực lượng nòng cốt thực sự là thanh bảo kiếm và lá chắn bảo vệ nhân dân bảo vệ giữ gìn hòa bình ổn định phát triển đất nước cần phải chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thực sự liêm chính gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Tiếp đó đồng chí Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã trình bày dự thảo kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị. Đồng chí Hà Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trình bày kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ chính trị khóa 13. Tại hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Văn Thiết, các đại biểu đã thảo luận, thể hiện sự quyết tâm thực hiện nghiêm có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, kế hoạch hành động của Ban thường vụ huyện ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 13. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị trên tinh thần nghị quyết số 12 của bộ chính trị, kế hoạch hành động của ban thường vụ huyện ủy, kế hoạch của ủy ban nhân dân huyện và ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư huyện ủy Phạm Tiến Dũng. Ngay sau hội nghị này, đề nghị các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy phụ trách các cụm, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện phụ trách cơ sở chỉ đạo các đảng bộ chi bộ, các cơ quan đơn vị phải nghiêm túc xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt triển khai nội dung nghị quyết số 12 của bộ chính trị đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong đơn vị địa phương mình. Trước ngày 30 tháng 8, để nâng cao nhận thức, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới với tư cách là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sự bình yên để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện việc học tập xây dựng chương trình hành động của cấp ủy chính quyền sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả yêu cầu đề ra thường xuyên kiểm tra giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết tại các cấp ủy tổ chức đảng để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Đối với Đảng ủy Công an huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Phạm Văn Thiết yêu cầu phải tổ chức quán triệt triển khai nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị một cách bài bản đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng, Xem việc triển khai thực hiện nghị quyết 12 là cơ sở quan trọng để xây dựng lực lượng công an Ngọc Lặc ngày càng trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương Ngọc Lạc mạnh về kinh tế, xã hội, vững về quốc phòng an ninh.